Xin chào quý khách, chào mừng quý khách trở lại với kênh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng xem cách sử dụng chiếc tủ xoay đồng hồ nhé. Tổng quan về chiếc tủ thì có 4 ngăn để đồng hồ cơ giúp duy trì năng lượng cho chiếc đồng hồ. Màn hình LED sang trọng chỉ có ở dòng Luxury, mặt kính dày 5mm chống va đập, đèn LED thông minh giúp đủ sáng khi sử dụng. Phía trên có thêm một ngăn để những chiếc đồng hồ pin rất tiện lợi, kèm theo đó là nơi để đựng trang sức. Tủ này còn được tặng thêm một bộ adapter nguồn. Phía sau chiếc hộp gồm 2 nút, một nút nguồn và một nút còn lại chỉnh chế độ ngừng nghỉ thông minh cho chiếc tủ. Cổng cắm điện trực tiếp 220V, 3V. Và bây giờ chúng ta sẽ đến phần hướng dẫn sử dụng chiếc tủ. Đầu tiên, chúng ta cấp nguồn điện cho chiếc tủ bằng adapter được tặng kèm và cắm đầu còn lại vào cổng phía sau chiếc tủ. Tiếp theo, ta mở nguồn bằng nút đỏ kế bên cổng. Ở phía mặt trước sẽ hiển thị màn hình LED. Cột đầu tiên hiển thị ô gối cơ, giúp chúng ta có thể điều chỉnh từng gối cơ riêng biệt. Nhấn chọn số ở cột đầu tiên theo thứ tự từ trái qua phải rồi nhấn nút xoay ở cột thứ tư, cũng như điều chỉnh số vòng cho từng gối cơ. Cột thứ hai hiển thị số vòng xoay. Ví dụ 650 TPD xoay 1 phút và dừng 9,5 phút, 750 TPD xoay 1 phút và dừng 8,11 phút. 850 TPD xoay 1 phút và dừng 7,05 phút, 1000 TPD xoay 1 phút và dừng 5,83 phút, 1950 TPD xoay 1 phút và dừng 2,5 phút. Tất cả đều có thể cài đặt xoay thuận, ngược hoặc hai hướng. Motor mỗi ngày làm việc 12 tiếng và nghỉ 12 tiếng. Cột thứ ba là điều chỉnh chế độ xoay của ô gối cơ. Cuối cùng là cột bật tắt đèn LED. Và đó là cách sử dụng chiếc tủ xoay đồng hồ. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.